Đây là gụ bén nha cả nhà. Giờ mình ăn con thứ ba nha cả nhà. Đó, giờ mình lấy con này xuống nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Cả nhà hôm nay thì xin lại có thêm một cái món ăn nữa nha cả nhà. Thằng em của mình đó, nó đi chơi về đâu không biết. Nói chung là em của mình đó là có tặng cho mình một ít sóc bông nha cả nhà. Sóc bông này thì mình biết tất cả anh em đều biết được cái loại sóc bông này rồi. Không biết hôm nay có ngon hay không. Nghĩa là mình chưa từng ăn nó qua lần nào. Thì để mình coi thử coi là cái loại sóc này nó ngon như thế nào nha cả nhà. Thì mình thấy anh em cũng làm nhiều về cái loại sóc này lắm. Ở mình nó toàn là sóc đen với lại mấy sóc nhỏ nhỏ không à. Còn sóc bông thì mình chưa ăn lần nào. Cái loại này nó sẽ bự hơn cái sóc đen ở đảo mình đó cả nhà. Nên ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho cả nhà một ít về cái loại sóc bông này nó như thế nào nha. Em mình nó đem từ Cần Thơ về cho mình 4 con, cũng bự lắm. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ ướp nó và sau đó mình đem đi nướng nha. Rồi đó cả nhà, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ướp ha. Mình sẽ ướp một ít con sóc này. Đó, cả nhà thấy không? Đây là sóc này chứ không phải chuột nha cả nhà. Đừng có hiểu lầm nha. Đó, cái con này con bự nhất cả nhà. Mình thấy nó bự quá trời luôn con này nè. Giờ mình đã làm xong hết trơn rồi. Đó, cái loại sóc này bự ghê đó cả nhà ơi. Quá bự luôn. Thịt nó quá trời thịt luôn cả nhà. Nhóc thịt luôn. Nhiều thịt ghê ta. Cái loại sóc này thịt ghê ta. Sóc ở đảo mình thì nó cũng có nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn nha cả nhà. Nó nhỏ hơn cái loại sóc bông này nha. Sóc bông này mình cũng có một số ông anh cũng giới thiệu cho mình rất là nhiều mà mình chưa có quay nó. Bây giờ ngày hôm nay thì mình đã bắt đầu quay cái loại sóc này nha cả nhà. Đó, sóc này mình ướp sa tế hoặc là cả nhà hầm xả nó cũng ngon nữa. Chắc hôm nay mình sẽ ướp sa tế để cho cả nhà cùng thưởng thức với mình bốn cái loại này nha, bốn cái con này nha. Bên quên ướp cho nó ngon lành hả cả nhà. Bây giờ ướp thôi nha. Lấy ra chơi quá trời ngon luôn. Không biết là thịt chuột cái thịt sóc loại nào nó ngon hơn ta. Mình nghĩ loại này sẽ ngon hơn thịt chuột nữa cả nhà, tại vì mình nghĩ là nó sẽ leo trèo cây á, nó sẽ ngon hơn. Còn chuột thì nó chỉ bò dắt nhiều thôi, ít thôi. Mình nghĩ là sóc nó sẽ ngon hơn. Ok cả nhà ơi, mình đã chuẩn bị xong cái nước chấm rồi nha. Đây, cái gia vị mình chấm rồi nè. Mình đã chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. Mình bỏ này vô, sau đó mình bỏ sóc vô nó được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy sóc ra nha. Ôi, đây là cái món sóc của mình. Đó, dùng cái sóc ra mình ướp nha. Ui chà. Để ướp vào được. Bỏ vô ướp vào nhà.
con nữa. Dì chú. À, cái nhà bây giờ mình sẽ chờ than chín, than chín xong rồi mình sẽ nướng cái món sóc bông này lên cho cái nhà cùng thưởng thức nha. Nha cái nhà. Mình vừa mới rửa rau sạch rồi cả nhà, đó phải thêm một ít rau này nữa ăn cho nó ngon. À, quá trời luôn cả nhà ơi, hôm nay ăn 4 con ha. Đây là rượu bén nha cả nhà, đây là rượu của ba mình. À, ba mình ngâm cũng đã gần một năm rồi, hai cái bình vừa rồi mình mới giới thiệu cho cả nhà xem đó. Đó, đó là một bình đó là sâm xiên đá, còn một bình đó là cái rễ đinh lăng cả nhà, rễ đinh lăng. Đó, ba mình ngâm cũng cỡ gần một năm rồi. Đây, này mình phải có cái này để mà nhậu với cái món này mới đúng chứ, đúng không cả nhà? Đó, giờ than 19 này, giờ mình nướng nha.
À, bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món sóc bông này nha cả nhà. Chúng ta đi thôi cả nhà ơi. Trời thơm quá, ngon lắm cả nhà ơi. Rồi, bây giờ mình lấy xuống từng con một cái nha. Đây nè. Trời ơi, quá trời thơm cả nhà ơi. Hồi nãy mình cứ thử một miếng rồi nha. Ý là nãy mình có sắc cái chỗ này nè. Nó dai lắm cả nhà ơi, nó dai dai hơn gà đó nha. Gà đá nha. Chứ còn gà rừng mình không biết ạ. Trời nó dai cả nhà ơi. Nó giống như thịt heo vậy. Mình có thêm một tô mì. Mì trộn, mì khô ở đây. Dài đúng cả nhà ơi. Một ly rượu uống cho đã. Nó nhỏ đi ăn rồi. Một bự nó xé vô cho nó ngon chứ. Con bự này mình mới đem lên nha, mình mới đem lên con bự này. Còn hai con kia thì mình sẽ nướng nó trong vòng cỡ 10 phút thôi, gần 10 phút mình đem xuống. Dài lắm chưa, dài gì lắm, dài gì lắm. Mời cả nhà nha. Nó dài mới nhào, quá dài. Xé ra, xé bằng nhiệt huyết luôn. Đảo quá. Gà thì cái nhà thịt nó ngon, chứ mình cắn vô là nó dai còn hơn thịt gà nữa, mình nghĩ vậy đó, dai hơn thịt gà nữa. Nó giòn nhưng mà không dễ nứt. Ừ, dai. Mời cả nhà uống với mình một ít nghe nha. Trời ơi, còn bằng cái nhà ơi, nó đã uống thêm một ít rượu đinh lăng nữa, sướng lắm nha. Trời ơi, ông anh của mình á, mình vừa mới tặng cho ông anh mình nửa con, ăn đã lắm nha. Rất là đã luôn, ông anh mình cũng như đi biển á. Ăn nói chung là hải sản ở biển ở đây đầy lắm, ở nhà ngon lắm. Thì bây giờ tặng cho anh mình ăn bít để thử. Khen quá trời ngon lắm, nó dai mà thịt nó ngọt lắm. Quá đã luôn cả nhà, tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ cắt cái con sóc thứ hai nha cả nhà. Trời ơi, nhìn nó giống như heo quay vậy trời. Trời ơi, nó cứng nè cả nhà ơi, cả nhà thấy không? À, thịt quá trời ngon luôn. Cắt ra cả nhà ơi, cắt ra. Trời ơi, nó cứng. Giờ mình sắc bự vậy nè, để mình xé ăn cho này cho ngon nha. Sắc bự ăn nó đã mà được. Đó. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Thật như vậy còn gì bằng nữa. Mình để bự vậy nè ăn cho nó ngon. Dài mà đã quá nhà ơi. Thật sự đây là đầu tiên mà mình thưởng thức cái con sóc bông này á. Mình chỉ thường thường ăn mấy cái con sóc đen kia thôi, chứ mình đâu có thưởng thức cái loại sóc này đâu. Nó dài thì có nhà, nó dài quá thì dài luôn, cứng thiệt á. Xé mà gãy răng vậy. Da nó giòn dai. Nó giòn dai đó, nó giòn dai, cái da nó cũng dai nữa. Nhìn thấy cái da thấy không? Trời ơi, thơm quá trời luôn. Quá đã luôn nhà ơi, ngon quá. Đây là mình còn hai con nữa nha. Con bự này thì nó còn mới lên thôi, chắc mình sẽ nướng nó thêm cỡ 10 phút nữa đi. Còn cái con này nè thì mình sẽ để đây, chút cũng đem xuống. Con này nướng chút thôi. Má ơi, dài. Mời cả nhà nha. Ê, nó mềm nhưng mà cái da thì nó dai vào, chứ mình xé ra. Sao nếu có mình sẽ làm giá cày ha. Ăn. Ngon. Già đã thiệt. Quá đã nghe.
tụi nó dai dai ghê hả nha. Nó bay nhảy trên cây dữ quá nè, hoạt động dữ quá nè, chân nó nhanh nó dài ngon. Mời cả nhà nha, ăn miếng với mình nha. Trời ơi, còn gì bằng, đã quá. Bây giờ mình ăn con thứ ba nha cả nhà. Đó, giờ mình lấy con này xuống nha. Đó, này chính đây nè. Đó. Trời ơi, nhìn nó giống như mấy cái con chim mà mấy chim rừng á, mấy chim cu á. À, ngon. Mình cắt ra nha. Ồ, nó chín mấy chân. Ồ. Đồ, đồ ngon. Chín cao lên nè. Mời cả nhà nha. Quá trời ngon cả nhà ơi. Đồ đã thơm rồi chứ. Thôi. Không. Mời cả nhà nha. Ước mình cái đùi này nha. Nóng nóng nóng. Nóng quá. Trời, quá trời ngon ở nhà. Đảo quá. Tới cái con thứ ba này ăn vô cái thịt nó hơi dai dai mà nó mềm cái đùi đó nha, cái đùi nè. Đây mà hối chân ngồi bên lò than nóng. Rồi đỏ mọi người, đã lắm. Nếu có nhà nào mà có cơ hội thì nên thích cái loại này nha, rất là ngon cả nhà. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp cả nhà vào những cái món ăn hấp dẫn hơn của Sinh nữa. Cả nhà nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha, để mình có cái động lực để mình ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa để phục vụ cho cả nhà của mình cùng xem nha. Cảm ơn cả nhà ủng hộ, bye bye. Cảm ơn mọi người nha, bye bye.